quá. Xin chào bạn Kiệt nha. Chào các bạn. Nay bạn Kiệt có gì ạ? Nha. Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt có một ngôi nhà thú y nha, ngôi nhà khám bệnh cho mấy bạn thú cưng á, bạn Su này, rồi các bạn thú nào mà bị bệnh á. À bây giờ đang khám bệnh cho ai vậy bạn Kiệt? Rồi bây giờ khám bệnh cho, ủa bạn này là bạn heo mà. Rồi khám bệnh thử coi. Đây bạn heo hôm nay bị bệnh gì ạ? Đây các bạn ơi, hôm nay là sẽ khám bệnh cho bạn heo. Ai mà khỏe là sẽ được tặng một chiếc xe con đây, cho về chơi nè, cho đồ chơi cho vui vẻ cho hết bị bệnh nha. Rồi xong chưa bác sĩ Kiệt? Để mình đo nhiệt độ coi các bạn ơi. Thôi đo nhiệt độ nữa hả? Để coi bạn heo hôm nay bị gì ta. Trời ơi, mắt của bạn heo nè, mắt màu đen quá, bị sổ mũi luôn hả? Rồi lấy cái đo nhiệt độ coi có bị sốt không. Rồi nhiêu độ vậy bạn Kiệt? Ôi, 30 độ hả? 30 độ là không sao hết nha. Rồi, cho bạn heo chiếc xe đi. Cho bạn heo vô nhà nghỉ ngơi nha. Rồi, cho bạn heo vô liều chơi luôn. Vô liều của bạn Su. Quả xin chào bạn Kiệt nha. Đây, các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt sẽ có một cái liều nha. Cái liều bác sĩ. Cái liều bác sĩ dành cho thú cưng nè. Đây, wow, đẹp ghê chưa. Rồi, quá nó. Nó có tặng thêm mấy xe con nữa nè. Đã quá. Rồi một hôm này gỡ ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo và lắp cái ráp cái liều này nha. Wow. Đây cái liều của mấy bạn thú cưng nè các bạn ơi. Đây có quá trời liều mẫu luôn nè. Đây mình có mấy cái căn liều nè các bạn ơi, quá trời luôn. Rồi có liều con sâu nữa nè. Đẹp ghê không? Còn đây là cái liều của phòng khám nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ ráp cái liều chúng ta xem nha. Quá wow, rồi bắt đầu ráp thôi bạn Kiệt ơi. Để coi mình coi công thức ráp sao đây. Công thức đâu rồi? Đây. Quá wow, công thức này ráp hơi bị cực nè các bạn ơi. Quá trời chi tiết luôn. Rồi ráp vô nha bạn Kiệt. Đây các bạn ơi, mình chia ra như thế này cho dễ ráp nha. Bây giờ bạn Kiệt sẽ xếp cái khung phía dưới trước nha. Rồi xếp ra một cái ô vuông. Rồi một cái. Rồi hai cái, mình sẽ ship ô vuông trước nha. Rồi khoan, sai rồi bạn Kiệt ơi. Mình ship cái này là cái ô vuông dài nha. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Rồi đây nè các bạn ơi, xong một cái ô vuông rồi nha. Rồi. Rồi bây giờ mình gắn cái ống này vô. Đây mình gắn ống nối vô cho nó thành một cái khung hoàn chỉnh nha. Xong rồi mình sẽ xếp thêm một cái khung ở trên nữa. Cái này bằng Kiệt là xếp rành rồi, xếp mấy căn nhà rồi, nên giờ là xếp nhanh lắm các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ xếp chi tiết cho các bạn xem về các bạn dễ ráp nha. Rồi xong một cái ô vuông rồi, dựng 4 góc cột lên nha các bạn. Đây đúng rồi, 4 góc cột lên. Xong rồi sẽ mà dựng tiếp thêm một cái ngang phía trên nữa nha các bạn. Rồi bây giờ gắn cái ốc nối vô nha. Gắn ốc nối vô xong rồi cái mình sẽ sắp ráp thành một cái liều. Cái liều cho thú cưng nha. Wow, xong một bên rồi các bạn ơi. Còn một bên nữa. Đợi hồi mình khám bệnh cho ai đây ta? Rồi hôm nay bạn Kiệt sẽ làm bác sĩ thú y nha. Khám bệnh cho bạn Su. Bạn Su là bạn thú cưng. Bạn Su, trời ơi bạn Su vô liều nằm rồi hả? Nét á. Bộ họ này mới đi khám bệnh lận. Rồi ráp tiếp đi bạn Kiệt ơi. Bây giờ mình sẽ ráp cái mái nhà lên nha các bạn. Cái khung của mái nhà. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là một cái khung của mái nhà nha. Mình ráp xong rồi cái mình sẽ dán cái tấm liều lên. Rồi xong rồi. Rồi ráp cây ngang đỉnh là xong rồi các bạn ơi. Hay quá. Rồi trải liều lên thôi bằng Kiệt ơi.
Đây, bây giờ mình sẽ trải cái liều phòng khám cho bạn thú cưng nha. Rồi, bắt đầu trải lên nha các bạn. Đây, nhìn sơ quá là đẹp rồi nè các bạn ơi. Có hai chú chó nè. Và có chữ bác sĩ luôn. Pet Pet Clinic là liều á, liều thú cưng. Tên tiếng Anh luôn. Rồi, mình dán làm phụ bằng kiệt các bạn ơi. Wow, chỉnh lại cho nó đẹp bằng Kiệt ơi. Rồi bây giờ bằng Kiệt sẽ chỉnh lại cho nó đẹp nha các bạn. Wow, hôm nay cái liều này đẹp quá. Đây, trên trước cửa nè, nó có logo bác sĩ luôn nha. Xung quanh là có mấy bạn thú cưng nè. Bạn nào? Bạn nào? Đây, bạn Su Cam. Quá, wow, bên đây là quá trời luôn, máy đo điện tim rồi hình đó là có hình cái căn có số ký nữa nè, 5kg 20 luôn. Quá, wow, các bạn Su trắng luôn nha. Đây, đã ra xong căn liều cho mấy bạn thú cưng rồi các bạn ơi. Bây giờ lót tấm thảm nha, lót tấm thảm vô trong. Xong ở đây mình có một cái niệm hơi nè, đây cái niệm hơi mình sẽ lót bên trong luôn, nằm cho nó im nha. Rồi lót niệm hơi cho bạn Kiệt ơi. Đây, bạn Kiệt sẽ lót một cái thảm bên trong nha các bạn. Thôi bỏ niệm hơi vô. Im nha. Rồi, rồi đóng cửa là thử bạn Kiệt ơi. Cái này mình có cái nút dài nha. Đây là cái cửa nè, cái cửa ra vào đó. Wow, rồi chuẩn bị khám chống bệnh cho mấy bạn thú cưng rồi các bạn ơi. Đây, đây là cái cửa sau nè. Wow, vô nhà ngủ rồi. Đó, bây giờ bạn Kiệt sẽ đi ngủ nghiêng. Rồi một hồi một xíu mình sẽ khám bệnh cho mấy bạn Su. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, xin chào bạn Kiệt nha. Nay bạn Kiệt có gì ạ? Đây các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt có một ngôi nhà thú y nha. Ngôi nhà khám bệnh cho mấy bạn thú cưng á, bạn Su nè, các bạn thú nào mà bị bệnh á. À, bây giờ đang khám bệnh cho ai vậy bạn Kiệt? Rồi bây giờ khám bệnh cho, ủa bạn này là bạn heo mà. Rồi khám bệnh thử coi. Đây bạn heo hôm nay bị bệnh gì ạ? Đây các bạn ơi, hôm nay là sẽ khám bệnh cho bạn heo. Ai mà khỏe là sẽ được tặng một chiếc xe con đây, cho về chơi nè, cho đồ chơi cho vui vẻ cho hết bị bệnh nha. Rồi xong chưa bác sĩ Kiệt? Thôi đo nhiệt độ nữa hả? Rồi bạn heo hôm nay bị gì ta? Trời ơi, mắt của bạn heo nè, mắt màu đen quá, bị sổ mũi luôn hả? Rồi lấy cái đó nhiệt độ, có bị sốt không? Rồi nhiêu độ vậy bạn Kiệt? Ủa, 30 độ bạn ơi. Trời ơi, 30 độ hả? 30 độ là không sao hết nha. Rồi cho bạn heo chiếc xe đi, cho bạn heo vô nhà nghỉ ngơi nha. Rồi cho bạn heo vô liều chơi luôn, vô liều của bạn Su. Rồi tiếp theo đây mình sẽ khám bệnh cho bạn cá sấu nha. Bạn cá sấu mấy bữa nay nè bị lột da nè, trời mưa đó không khí độc quá bị lột da. Rồi bây giờ lấy thuốc bôi da cho bạn cá sấu đi bác sĩ Kiệt ơi. Rồi bây giờ lấy thuốc bôi da cho bạn cá sấu nha, để bạn cá sấu không bị ngứa nữa. Bạn cá sấu này bị bệnh mũi chích vậy đó. Rồi cho bạn cá sấu một chiếc xe nha. Ơ trời ơi, cái liều gió bay luôn các bạn ơi. Wow, gió mạnh quá. Rồi cho bạn cá sấu chiếc xe vô nhà chơi nha. Rồi một bạn cá sấu màu hồng, cá sấu bé gái đó. Rồi bạn cá sấu này bị gì? Bị sâu răng hả? Rồi bị chảy máu răng. Rồi rồi bây giờ lấy thuốc cầm nha, lấy thuốc cho uống cho hết đau răng nè. Rồi lấy nước trước xong lại cho uống thuốc cho hết đau răng nha. Rồi vô nhà nghỉ ngơi nghe bạn cá sấu hồng. Rồi cho bạn cá sấu hồng một chiếc xe đi. Rồi xe màu xanh hả? Rồi đi vô liều nằm ngủ luôn nha, nghỉ ngơi đi. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ vô căn liều nha. Mình vô căn liều thú cưng của bạn Kiệt coi thử nha các bạn. Đây mình đi cửa sau nè. Đây. Rồi mấy bạn thú trong đây nằm ngủ trong đây nè. Rồi cho ngồi chơi xe luôn. Bị bệnh là không có cho ra ngoài nắng nha, cho vô phòng máy lạnh nè. Rồi bật máy lạnh lên đi bạn Kiệt ơi. Rồi bật máy lạnh lên nghe cho nó mát nha. Rồi bây giờ cho các bạn quan sát lại căn liều này một lần nữa nha.
Qua căn liền này đẹp lắm, có cái đồng hồ nè, có quá trời bằng xu luôn. Đây có nút gài nghe, nút gài hai bên nè, gài cửa luôn nha. Đó mình cột dây vô cái cửa nè. Wow, hay quá. Đó con dây cột luôn đó. Rồi mình quan sát ngoài sao cái có gì ta. Đây có quá hình logo, quá trời hình logo của mấy bạn thú luôn nè nha. Có chân nè, là bạn mèo đây. Đó bạn mèo con nè. Trời có cái xương chó luôn đó. Bạn xương màu trắng đẹp không. Đây là mình có sữa tắm nè, sữa tắm cho mấy bạn su đó. Đây, đây máy đo điện tim nữa nè. Ở trên đây là có bạn mèo, bạn chim luôn. Quá đẹp quá bạn Kiệt ơi. Cái liều này đẹp quá nha. Đấy, các bạn ơi, như vậy là cái giới thiệu cho các bạn xong cái liều này nè nha. Bữa nào mình sẽ chơi trò chơi khám bệnh với mấy bạn thú cưng thiệt nha. Bây giờ chào tạm biệt các bạn nha.